Thưa quý vị và các bạn, từ nay cho đến hết tuần có hai đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta. Tuy nhiên cường độ không quá mạnh. Bắc Bộ chỉ xảy ra rét đậm cục bộ ở khu vực núi cao. Dự báo mức nhiệt phổ biến từ 16 đến 18 độ, vùng núi từ 13 đến 15 độ. Không quá rét nhưng khu vực Bắc Bộ lại có mưa ẩm. Không khí lạnh tăng cường liên tục cũng gây mưa tại khu vực Trung Bộ. Tuy nhiên lượng mưa không lớn, chỉ diễn ra ngắt quãng. Mưa tập trung chủ yếu từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Trong khi đó, nằm ngoài tác động của không khí lạnh, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Tây Nguyên từ 17 đến 20 độ. Nam Bộ nền nhiệt vừa khô vừa nóng, có nơi trên 34 độ. Trên biển, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, gây biển động mạnh ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển ven bờ từ Ninh Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Khu vực tỉnh Quảng Bình, ngày mai mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi. Nhiệt độ phổ biến từ 20 đến 25 độ, vùng núi nhiệt độ thấp nhất có nơi 19 độ. Như thường lệ, phần dự báo nhiệt độ chi tiết các vùng trong tỉnh đêm nay và ngày mai sẽ khép lại bản tin này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!